thì mình gỡ ra rồi nha anh em. Đây mình gỡ xô mà nó gỡ mất cái chỗ đây này đó, cũng rất là đáng tiếc nha, gỡ chỗ đây nhưng mà cũng không vấn đề gì nha anh em. Hai anh em chào mừng anh em đã quay lại với kênh Mua Chính Hãng. Thì video ngày hôm nay mình sẽ review gửi cho anh em một cái má cầu rau đến từ thương hiệu Anchan, nó mở là Black Tool Bar. Thì cái thương hiệu Anchan đây là một cái thương hiệu công của Xiaomi nha anh em, đó hợp tác của Xiaomi đó, đó cái hệ sinh thái của Xiaomi nha anh em, đó một cái thương hiệu khá là lớn và khá là uy tín á. Thì cái má cầu rau đây thì nó có tầm gió tầm cỡ trên 250 coin nha, thì nó được bán trên Lazada, Shopee, Tiki rồi đó. Thì mình cũng để cái đường link sản phẩm này dưới phần mô tả video nha. Anh em nào quan tâm thì nhấp cho xin khổ nha anh em. Thì nó được đáng trăng hay có vỏ hộp nha anh em. Đây là vỏ hộp cọc tâm và một cái vỏ hộp có trăng nữa. Đây là những cái thông tin của nó này. Đó. Tên sản phẩm là má cầu rau Anchan Black Tool Bar này. Có cái chế độ chống nước IPX7 nha anh em. Có thể tha cái lưỡi vô luôn á. Giờ mình sẽ khui ở trăng ra cho anh em xem nha. Đây, hình ảnh mình vỏ nó nha anh em. Vỏ hộp màu đen này, hình ảnh mình vỏ này. Cái logo thương hiệu này, cái mỏ này anh em. Đây là những cái đặc điểm nổi bật này, có cái chế độ chống nước IPX7 luôn nha anh em. Thoải mái nhúng nước luôn nha, thoải mái rửa nha anh em. Có bo cái lưới vô rất là êm é nha. Nó cọ sát vô cái khuôn mặt luôn nha anh em. Cái chế độ pin thì nó cũng rất là trao nha, sử dụng lâu nha. Có cắm sạc luôn nè, USB TC luôn anh em. Công suất là 5W này. Đây, thông tin thì nó để lại toàn là tiếng Trung hết nha anh em. Bây giờ tiếp theo mình sẽ khui cái trang luôn nha. Đây anh em, thì đầu tiên thì nó có một cái sách hướng dẫn sử dụng này. Đó, thì mình thấy nó toàn là tiếng Trung hết nha anh em. Đó, có những hình minh họa này, thông tin của cái sản phẩm này, tiếng Trung hết. Tiếp theo thì nó có một cái dây cúp sạc này anh em. Cái dây cúp sạc đây thì cắm USB TC luôn nha anh em. Đó, khá là ok luôn nha anh em. Dây thì mình thấy cũng khá là già này, khá là già luôn á, tầm cả 1 mét anh em. Rồi tiếp theo là cái nhân vật chính này. Đây anh em. Đó, đầu tiên thì cái thiết kế này anh em. Đó, thiết kế thì cũng khó làm hố nha. Chất liệu thì bằng nhựa nha. Rất là cao cấp nha anh em. Kiểu dáng này. Đó, rất là hố. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái căn mình căn xem thử cái máy cầu rau này nặng cỡ bao nhiêu nha anh em. Đó, nó nặng tầm cỡ 181g nha. Mình cầm thì mình thấy nó cũng rất là đầm tay nha anh em. Đó, rất là đầm tay nha. Rồi, đây đằng đây thì nó có một cái nắp này, nắp để đậy lại để lúc mà không sử dụng mình đậy lại nha. Đó, nó khỏi bị mình bỏ vô, ví dụ mình có đi đâu mình bỏ vô hành lý á thì cái nắp này mình đậy lại thì nó không bị cắn cái những cái lưới vô đây nè. Đó. Rất là tiện lợi nha. Tiếp theo thì bo nó có bo cái lưới vô này. Thì bo lưới vô đây thì mình thấy cái đặc điểm nổi bật nhất của nó đó là nó rất im ẻ nha. Nó có cái chỗ mà mình đưa vô cái chỗ mà khuôn mặt mình nó thì nó sẽ bo tròn theo cái khuôn mặt nha. Và rất là im nha anh em. Đó, trong lúc mà nó cộ rau á rất là im nha. Bo cái lưới vô trong đây thì bo cái lưới vô đây thì anh em có thể mã rồi anh em vệ sinh này. Và anh em có thể nếu mà anh em xè lau á tầm cỡ ví dụ nữ nam đến nam gì đó, cảm thấy mà lưới vô nó cùng á thì anh em có thể mở ra anh em tha vô luôn, tha lưỡi cái lưỡi lên luôn đó anh em. Có những cái lưỡi đây thì nó có bán ở trên sàn thương mại điện tử nha anh em, Lazada, Shopee, Tiki đó. Thì mình cũng để cái đường link những cái lưỡi đây cho anh em mua nha. Tiếp theo thì những cái thông tin bên đây này thì nó cũng để những cái thông tin như ở ngoài vỏ hộp nha. Đây là cái nút nguồn của nó này, đây mặt lên này, đó mặt lên thì nó đã trả này. Thì nó có cái mặt màn hình LED chỗ đây, nó có phần hiển thị giờ, phần dung lượng pin này. Đó, tiếng kêu nó thì cũng rất là im ế nha anh em. Rồi trên đây thì nó có một cái này anh em gọt ra này, thì nó có một cái lưỡi đây nữa. Thì lưỡi đây thì anh em cắt những cái rau già nha, rau già đó anh em tỉa những rau già và sang rồi anh em cộ những cái lại cái lưỡi ở trên đây. Đó, rất là ok nha anh em. Thì tiếp theo cái nút đây thì nó có những cái đây mình test mình mở này, hiển thị phần trăm pin này,
Thì phần tram pin đây thì anh em sọt á, thì dưới đây nó có cống sọt này anh em, cống sọt tay si này đó, cống sọt tay si cho mình lấy nét cho anh em xem nha. Có cống sọt tay si đây anh em đó, anh em cắm vô thì cái đàn đây nó sẽ xoắn nha, nó chớp nhá này lúc mà nó sọt đó đó. Thì cái nút đây thì nó có nhiệm vụ thì tác mở này, tác này mở này đó, tác mở thì có thêm một nhiệm vụ là nhiệm vụ khóa nữa nha anh em, nên nhắn giữ này đó, nó khóa để những cái lúc mà ví dụ anh em nên bỏ vô cặp sách của anh em bỏ vô blue đó thì nó cắn cái nút đây thì nó không có bị hoạt động cái máy nha này đó anh em. Bây giờ phải giữ này mới nó mới trở lại lúc mà sử dụng được nha. Này mình nhắn này đó, nó sử dụng là được đó. Rồi thì cái này đây thì anh em bật đây ra thì anh bắn nút đây thì nó sẽ chạy lên đây nha đó. Còn anh em nhắn lại thì nó sẽ hoạt động bo cái lưỡi vô trên đây. Rồi tiếp theo thì mình sẽ gỡ ra đây đó, mình gỡ ra nha. Thì cái lúc mà mình sẽ mình cộ sang đó những cái rau thì nó sẽ rớt trong đây nha anh em. Đây mình sẽ bật lên trên đây, bo cái nấm đây thì nó sẽ chạ này đó, chạ nó sử dụng cái nó chạ cho bo cái lưỡi vô nha anh em. Thì bo cái lưỡi vô đây thì anh em có thể mở ra nha. Thì ở đây mình cũng có thể mở ra luôn này, mình lau ở đây ra. Và mình mở cái nhắn ở đây này, mình đã nhắn theo cái chiều mũi tay này mình giao qua đây thì mình sẽ gỡ được. Đó, mình gỡ bo cái lưới vô ra và mình tha thì có thể tha vô này, mua bo cái lưới vô đây mình có thể tha vô này. Đây, lưới vô này nè. Thì cái lưới vô đây á thì người ta cũng để thông tin đó là trong cái lúc mà nó cổ đó thì nó sẽ mẹ cho nó bán luôn nha em. Rồi bây giờ mình sẽ cụ là thử cho anh em xem nha. Đó nè, thì vừa rồi mình đã cậu nha, mình gỡ ra xem những cái rau mình nó cậu sang đây nha anh em. Đó, những cái rau này thì nó rớt vô đây nha. Đó, bây giờ anh em có thể đi vệ sinh nha anh em. Thì anh em có thể rửa thoải mái nha, bởi vì mấy cậu rau đây nó có cái chế độ chống nước ai bị bả luôn nha anh em. Đó, rất là ok nha. Bây giờ mình sẽ đi rửa cho anh em xem. Đó anh em, thì mình sẽ rửa cho anh em xem nha. Thì đây, thì cái đây anh kia thêm cái gỡ ra luôn nè. Rửa cho nó sạch sẽ ra, rồi những cái rửa cho nó ra những cái phần đau nặng của mình ấy anh em. Đây, mình rửa vô đây. Đó, đó những cái rau mình đã rồi hết nha, đó sạch sẽ luôn nha anh em. Khó đầu kia có chế độ chống nước ai biết bả này, thoải mái chống nước luôn. Mình là rứ mình chống nước luôn anh em này. Đó, thấy không? Thì đó này, thì đây mình đã rửa này nha, đó, sạch sẽ nha. Đó, rứ nước thoải mái nha anh em. Này. Đó, những cái rau đã mình rửa đi nó trâu hết luôn á. Rất là ok nha. Đó, mình rất là ưng ý về cái chế độ chống nước của nó nha anh em. Tiếp theo thì mình sẽ lau khô cái máy cầu rau đây nha, và mình mở bung ra xem cái đầu thắt của cái máy cầu rau đây nó như thế nào ở bên trong nha anh em. Cho anh em xem nha, công khổ nha. Đây bây giờ mình thì mình thấy như có những ốc này, một khe này, bò ốc này. Đó, mình thấy bò ốc này nè. Bây giờ mình sẽ rút tụ tu viết vô mình dạng ra nha.
mình gỡ ra rồi nha anh em. Đây mình gỡ xong mà nó gỡ mất cái chỗ đây này đó, cũng rất là đáng tiếc nha, gỡ chỗ đây nhưng mà cũng không vấn đề gì nha anh em. Đây thì cái đây thì cái cổng sọt của nó này, cái cổng sọt tai xi nó bát vô đây thì nó tiếp xúc với cái đây này, tiếp xúc thì nó sọt nha, đó, nó bát cái kiểu cái bẩn mạch tiếp xúc vô nha anh em. Đó, mình gỡ ra nó gỡ mất cái chỗ đây rất là đáng tiếc nha anh em. Chỗ đây thì mình thấy hơi mỏng này, nó dễ gỡ đó. Đó, nó bằng nhựa nhựa cứng này. Rồi thì chỗ đây nó có cái chỗ này, nước nó vẫn vô đây nha, nhưng mà nó có cái chỗ bổ vị cái mạch của nó này anh em, có một lớp vị bổ mạch của nó luôn này. Đây thì nó có những con ốc này anh em, đó có 6 con ốc này, nó bổ vị cái mạch nó này. Bây giờ tiếp tôi mà tìm hiểu mình coi thử mình gỡ này, 6 con ốc này nó bắt ngược lên đây nha anh em. Đây mình gỡ lại rồi này, con ốc loạn ốc đây rồi nha anh em. Mở ốc đây luôn. Rồi 6 ốc mình đã gỡ rồi nha anh em. Đây lớp nhựa nó nè anh em, đây lớp nhựa này nó có cái chỗ cái rong cao su nè anh em. Đây, chỗ đây cái chỗ nút bấm này, nút bấm khởi động máy đó. Đó, nút điều khiển máy thì nó có rong cao su này. Đó, để chống nước, để có cái chế độ chống nước nha. Đây này, thì nó có những cái bao mạch đó này, bên dưới đây. Đó, cái mũi tờ đó này nè. Cái bao mạch đây thì có cái màn hình LED hiển thị này nè. Đó, đây chỗ đây này, bao mạch thì mình thấy nó lộn mà. Cái màu xanh cái màu ở đây là cái màu xanh dương nha anh em. Bình cho nó nằm dưới đây này. Chỗ đây thì cũng đó khó đoán tiếc thì mình thấy nó hòn lại nè anh em. Nó hòn lại nên mình không gỡ được nha. Nó hòn là cứng ngắc ngờ chỗ đây này anh em. Mình nếu mà muốn mở thì mình phải hòn cái đứt đây rồi này. Đó. Thì đứt ra thì phải hòn lại. Gỡ ra thì phải hòn lại nên đoán tiếc mình không bung ra luôn ở trong cho anh em xem nha. Đây, nút bấm nó này anh em. Đây mình bật lên này, đó nó sáng này, cái màn hình LED của nó này, nó hoạt động này, nhắn này, đó thì mình thấy cái linh kiện nó thì cũng rất là chất lượng nha anh em, rất là chất lượng nha. Mình trong thời gian mình trải nghiệm và sử dụng nó tầm cỡ được 2 tuần á, thì mình cũng cột cũng được 2 lần nha anh em. Bữa trước lần là lúc đó mình mới mua về mình cột một lần và mình nãy mình cũng cột test cho anh em xem đó, 2 lần đó thì mình thấy nó rất là im nha, mình cộ vô mình đưa vô khuôn mặt mình rất là im nha anh em. Đó, rất là im luôn á. Đưa vô mà không có gì mà gọi là như cộ ra luôn á. Và cái động cơ nó kêu thì mình thấy cũng rất là im nha, không có to nha anh em, không ầu nha anh em. Đó mình thấy rất là đáng mua nha. Với cái tầm gió tầm cỡ trên 250 coi thì rất là đáng mua nha, mình thấy rất là ok nha anh em. Một sản phẩm rất là đáng mua nha. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu review chi tiết và bung xem cái nội thất bên trong của cái máy gỗ rau Enchen Blast Toolbar này. Thì anh em nào có nhu cầu có mua sản phẩm này thì đừng link mình để dưới phần mô tả video nha. Cảm ơn anh em đã xem video của mình. Nếu anh em thấy mình chia sẻ hữu ích cho anh em thì đừng quên like, share và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì mình bye anh em. Bye.